Các bạn, lần đầu tiên tôi làm một cái chương trình đào tạo online cùng với Đại học Y Dược. Trước đây thì bên trung tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội có mời tôi dạy nhưng mà offline chứ không phải online. Thì tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là hữu ích, và tôi với cái số lượng hơn 1.500 người nghe thì tôi đang sợ là không biết được chuyện có ổn hay không. Tôi hy vọng là nó ổn để chúng ta cùng học. Cái lời cảm ơn đầu tiên tôi xin gửi đến là cái trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã mời tôi tham gia chương trình này. Cái lời cảm ơn thứ hai là đến công ty trách nhiệm hữu hạn G Healthcare Việt Nam đã tài trợ cho chương trình. Tôi sẽ phụ trách 3 trong 4 buổi của chương trình. Tiếp đến tôi gửi lời cảm ơn đến người mẹ của tôi. Lời cảm ơn kế tiếp người vợ của tôi. Lời cảm ơn kế tiếp là cho đến bệnh viện nơi tôi đang làm đã có một cái môi trường rất tốt cho tôi và có những cái ca rất là hay cho chúng ta học. Và cuối cùng là tôi gửi lời tri ân đến thầy của tôi. Không có thầy thì tôi không có ngày hôm nay để ngồi trước các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vô bài. Thì đầu tiên thì tôi luôn luôn từ cái cơ bản đến nâng cao, cho nên tôi phải nhắc một chút. Tức là cái tưới máu não của mình do cái đai giác Willis nó phụ trách. Nhưng mà để có cái đai giác Willis này thì chúng ta có cái động mạch cảnh chung và động mạch đốt sống hai bên. Thì nhưng mà đối với động mạch cảnh chung thì cái mạch máu nuôi não là động mạch cảnh trong, còn động mạch cảnh ngoài thì nó nuôi vùng hàm mặt. Như vậy thì tóm lại là chúng ta chỉ có bốn cái mạch máu chính nuôi não thôi, là cặp động mạch cảnh trong và cặp động mạch đốt sống. Và những cái mục đích chúng ta làm siêu âm động mạch cảnh đốt sống là đối với những người có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, bị stroke, và những người và những người bị stroke thì mình sẽ tầm soát. Cho nên cái focus chính của chúng ta là vô hai cái động mạch này. Thì về cái lưu lượng á, thì cái động mạch cảnh trong nó chiếm đến 85% lưu lượng tuần hoàn não, còn cái cặp động mạch đốt sống nó chiếm 15% cái lưu lượng tuần hoàn não. Như vậy thì cái động mạch quan trọng nhất vẫn là động mạch cảnh trong và thứ là cái động mạch đốt sống. Riêng về cái cặp cảnh trong và cảnh ngoài đó thì đến 75% lưu lượng là nó vô động mạch cảnh trong để nó nuôi não, chỉ có 25% là nó nuôi vùng hàm mặt. Bây giờ chúng ta đề cập đến nội dung chính của bài. Thì đầu tiên tôi sẽ đề cập đến cái phân loại mảng vữa xơ. Thì cái quá trình vữa xơ nó hình thành là một cái quá trình lâu dài. Thì những cái nơi nào nó tiếp xúc với cái dòng chảy cuộn xoáy thì nó dễ bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa. Các bạn nhìn đây, đây là động mạch cảnh chung, đây là hình ảnh siêu âm trắng đen. Đây là động mạch cảnh trong và đây là động mạch cảnh ngoài. Các anh chị thấy đây, cái chỗ cuộn xoáy mà chúng ta có thể thấy ở trên siêu âm trắng đen được nhờ cái tương phản tiên phát của dòng chảy. Thì như vậy đây là cái nơi rất là dễ hình thành mảng vữa xơ. Và chính cái chỗ phình này nó là cái nơi, và như vậy hầu hết trường hợp nó hẹp động mạch cảnh trong là nó hẹp ngay gốc ở ngay tại chỗ phình này. Đó. Đây là một cái siêu âm mình có một cái so sánh giữa cái trắng đen và cái màu, thì mình thấy đây là cái dòng chảy nó cuộn xoáy, đây nó có cái màu xanh đây, thì đây là chính là cái nơi, đây là cái hình vẽ cho mình hình dung nó cuộn xoáy như vậy và nó dễ hình thành cái dòng chảy nó va đập liên tục như vậy thì nó sẽ làm thoái hóa lớp nội trung mạc và hình thành mảng vữa xơ. Rồi, nó có một cái câu hỏi rất là đơn giản mà nhiều khi chúng ta không có để ý và nhiều khi khi hỏi là chúng ta không trả lời được. Tức là khi nào gọi là mảng vữa xơ và khi nào gọi là dày IMT, tức là IMT có nghĩa là intima media thickness, tức là cái bề dày lớp nội trung mạc. Thì cái mảng vữa xơ động mạch là cái sự dày khu trú của phức hợp nội trung mạc lớn hơn ít nhất là 50% thành mạch kế cận, hoặc là cái IMT này nó lớn hơn 1.5 mm nó lồi vào lòng mạch. Như vậy thì theo cái đồng thuận Mannheim này thì mình có thể hiểu thứ nhất là một cái CIMT nó lớn hơn 1.5 mm, thứ hai nó lồi vào lòng mạch trên 0.5 mm, thứ ba là nó lớn hơn 50% IMT kế cận, thì lúc đó mình nói mảng vữa xơ. Như vậy thì đây là một trong những cái mảng vữa xơ trên mạch máu người ta vẽ. Ý nghĩa của nó là gì? Cái sự hiện diện của mảng vữa xơ và hoặc cái CIMT này nó dày trên lớn hơn hoặc bằng 1 mm
hoặc là lớn hơn cái bách phân vị thứ 75 theo tuổi, theo giới và chủng tộc, có ý nghĩa nguy cơ cao của bệnh lý tim mạch. Rồi, về phân loại thì mình sẽ có tiếp 1 là hồi âm kém và đồng nhất. Thứ hai, tiếp 2 là ưu thế hồi âm kém. Đã. Và tiếp 3, tiếp 4 là hồi âm dày và hồi âm dày đồng nhất. Tiếp 5 là không phân loại, là bởi vì những cái mạng vữa sơ nó có vôi hóa, nó tạo bóng lưng nhiều quá, cho nên mình không phân loại. Thì cái tiếp 1 và tiếp 2 là cái dạng mà hồi âm kém hoặc là ưu thế hồi âm kém đó, là mình thường thấy với cái mạng vữa sơ nó có xuất huyết trong mạng vữa sơ hoặc là mạng vữa sơ có ổ loét. Thì đây là những cái mạng vữa sơ có tiên lượng không tốt và nó hay đưa đến cái tai biến mạch máu não. Còn cái tiếp 3, tiếp 4 tức là những cái mạng vữa sơ hồi âm dày hoặc vôi hóa thì thường là lành tính. Đó, thì quá trình hình thành do cái sự va đập của dòng chảy vào thành mạch thì nó sẽ hình thành một cái lõi lipid ở trên cái phức hợp nội trung mạc, và cái lõi này nó có thể loét, nó có thể phá vỡ cái thành cái lớp nội mạc và nó hình thành một cái ổ loét ở trên mặt như thế này. Và với cái ổ loét như vậy thì nguy cơ rất là cao, là bởi vì nó rất là dễ hình thành cái cục máu đông ở trong những cái mạc ổ loét như thế này, và theo cái dòng chảy thì nó sẽ trôi lên và nó làm thuyên tắc mạch não. Đó, đây là một cái mảng vữa sơ hồi âm kém. Các anh chị thấy nó kém gần như là cái hồi âm của lòng mạch. Đó. Đó, đây là một cái trường hợp khác. Mình thấy rằng là nếu mà chỉ có như cái hình ảnh này trên trắng đen là mình có thể thấy. Còn cái hình ảnh này thì mình cảm giác là cái thành gần này nó không có vấn đề gì. Nhưng mà khi mình cho cái đốt le màu vô thì mình thấy nó có cái mảng vữa sơ hồi âm kém ở cái thành gần. Như vậy thì cái đốt le màu luôn luôn là cần thiết khi mà đánh giá mạch máu. Đó, đây là một trường hợp khác. Các anh chị thấy rằng là trên trắng đen mình không có phân định rõ cái mạng vữa sơ, nhất là mạng vữa sơ hồi âm kém. Nhưng mà trên cái đốt le màu thì mình thấy là nó có mạng vữa sơ hồi âm kém ở cả thành gần và thành xa của mạch máu. Đó. Còn đây là một trường hợp mà trên trắng đen mình nghĩ là nó có một ổ loét, thì mình sẽ dùng cái đốt le màu để mà mình phân định. Thì đây là cái B-flow. Thì nó dòng chảy nó cuộn vào trong cái ổ loét này, và trên đốt le màu mình cũng thấy rõ cái ổ loét ở trên mạng vữa sơ. Thì nhắc lại là khi mà mạng vữa sơ có ổ loét thì mình phải ghi trong báo cáo, là bởi vì những người đó nguy cơ rất cao bị thuyên tắc, bị nhồi máu não do cái cục huyết khối từ trong cái ổ loét này nó trôi lên. Đó, và đây là một cái bẫy. Các anh chị thấy nhìn trên đây mình cảm giác như đây là một cái ổ loét, nhưng mà nó rất là lạ là cái dòng chảy của mình nó theo nhịp động mạch, nhưng cái ổ loét này nó có tín hiệu liên tục. Điều đó mình phải đặt câu hỏi nó là cái gì, thì mình sẽ tăng cái thang tốc độ màu lên, thì mình thấy đây là cái sòng ảnh lấp lánh của cái vôi hóa ở trong mạng vữa sơ. Và nếu mà vôi hóa trong mạng vữa sơ là một cái mạng vữa sơ lành tính chứ không phải là mạng vữa sơ có ổ loét. Các anh chị lưu ý điều này, nhất là những cái mạng vữa sơ ở thành gần và nó có vôi hóa thì nó sẽ cho một cái ảnh giả là một cái ổ loét ở trên cái thành mạch như vậy. Nhắc lại, như vậy đây không phải là một cái ổ loét trên mạng vữa sơ, mà đây là một cái sọc ảnh lấp lánh của cái vôi hóa trong mạng vữa sơ nó tạo nên. Để chẩn đoán thì trước đây kinh điển người ta có cái chụp mạch máu conventional angiography, thì người ta chỉ chụp hai thế thôi, thế thẳng và thế nghiêng. Và như vậy thì cái hình ảnh của mình nó sẽ bị trùng lấp giữa mạch máu và xương. Thì sau đó người ta mới dùng kỹ thuật xóa nền, thì mình sẽ có cái hình ảnh DSA, tức là nó gọi là Digital Subtraction Angiography. Thì với cái người ta rất là đơn giản, người ta chụp một cái hình trước khi có thuốc tương phản và một cái hình sau khi có thuốc tương phản. Sau đó người ta lấy hai cái hình đó trừ cho nhau thì xương nó sẽ xóa xương. Và cuối cùng mình hiện lên cái cây mạch máu rất là đẹp như thế này, nhưng cũng chỉ có hai thế là thẳng và nghiêng thôi. Và trước đây thì và như vậy thì dựa vào đó người ta sẽ chẩn đoán cái hẹp. Thì hầu hết các trường hợp hẹp hay tắc động mạch cảnh trong nó xảy ra ở ngay tại gốc. Và mình phải lưu ý một điều như thế này, ở trên thế giới nó có hai trường phái lớn là trường phái của Bắc Mỹ và trường phái của châu Âu, thì cả hai đều nghiên cứu về vấn đề này. Thì đối với cái trường phái Bắc Mỹ mà tôi sẽ từ đây tôi sẽ gọi tắt là NASCET, thì cái NASCET này thì người ta sẽ ước lượng cái độ hẹp, là đo cái đường kính tại chỗ hẹp, đó là B đây, và cái đường kính bình thường sau chỗ hẹp. Như vậy cái công thức của nó là A trừ B trên A trừ B trên A nhân cho 100%, là mình ra cái độ hẹp của theo cái NASCET.
Còn cái trường phái châu Âu thì tôi sẽ gọi từ đây trở đi, tôi sẽ gọi là ECST. Thì ECST thì người ta ước lượng cái lòng chỗ hẹp bi này và cái đường kính đường bình thường ước lượng tại cái vị trí ngay cái chỗ phình của cái động mạch cạnh trong này, đó là C. Như vậy thì công thức của nó là C trừ B chia cho C nhân 100%. Rõ ràng hai công thức này khác nhau. Đó. Cho nên rằng là cái độ hẹp nó khác nhau. Ví dụ như cùng một chỗ hẹp như này. Đó. Thì nếu mà cái B này là 5, cái A này là 6 và cái C này là 20. Thì nếu mình tính theo NASET thì độ hẹp của nó là 16.6%. Nhưng mình tính theo ECST là nó 75%. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa là đối với động mạch cạnh trong, cái độ hẹp nó có hai phương pháp đo và nó cho ra hai số liệu hoàn toàn khác nhau. Nếu là một cái theo NASET và một cái theo ECST. Đó. Thế thì ưu và nhược điểm của từng phương pháp nó như thế nào? Thì khi mà mình làm theo cái ECST đó thì nó có một cái hạn chế là các anh chị thấy rằng là mình đây là cái mình chụp mạch máu và như vậy thì nếu ECST là cái chỗ hành cảnh này là hoàn toàn mình phải ước lượng. Đó, đó, cho nên rằng là mình sẽ không biết chính xác cái độ hẹp của nó. Tôi nói ví dụ như đây là một cái chụp mạch máu. Đó, nếu mà A và C mình đo rất rõ ràng, tức là mình đo theo NASET thì rất rõ. Còn trường hợp mình đo theo ECST làm so sánh giữa A và B này thì rõ ràng rằng là cái B này không biết nó ở mức này hay mức này. Đó, cho nên rằng là đó là một cái hạn chế của cái phương pháp châu Âu so với cái ECST, so với cái NASET. Đó. Nhưng cái NASET nó cũng có hạn chế của nó. Ví dụ như đây một trường hợp rất là hẹp, rất là nặng của động mạch cạnh trong, nó hẹp trên 90%. Thì thường hẹp trên 90% thì cái dòng chảy sau đó nó sẽ rất là nhỏ. Dòng chảy rất nhỏ không có nghĩa là lòng mạch ở sau đó nó bị hẹp, mà có nghĩa là do cái lưu lượng dòng chảy nó quá ít, cho nên rằng là cái diện tích dòng chảy, tức là biểu hiện bằng cái hình ảnh đây, nó sẽ nhỏ lại, nó gọi là string size. Trong khi đó thực tế là cái lòng mạch nó lớn hơn nhiều so với cái bắt màu bắt thuốc tương phản như thế này. Đó. Rồi thì tiếp đến nữa, ngoài cái chuyện chụp angio rồi DSA thì bây giờ người ta tiến bộ thì người ta chụp CTA. CTA thì đó mình sẽ dựng hình lên, thì đây là cái cảnh chung, đây là cảnh ngoài và đây cảnh trong, và đây chỗ hẹp và đây có màng bờ sơ, cái dòng chảy còn lại như thế này. Thì như vậy thì trên CTA mình có thể đánh giá tốt. Còn đây là MRA, tức là cộng hưởng từ, thì mình vẫn có thể đánh giá. Và một lần nữa mình thấy rằng là cái ngay cái phình tại gốc của cạnh trong nó rất là thay đổi theo từng cá nhân. Đó. Đó. Còn siêu âm thì làm được gì? Thì rõ ràng siêu âm nó cũng, bởi vì siêu âm là kỹ thuật rẻ tiền, không xâm lấn. Và theo tôi nghĩ nó cũng rất là có ích trong trường hợp đánh giá mạch máu. Thì đây là một cái trường hợp mà nếu mình làm trắng đen thì mình cảm giác đây là nó có một cái mảng hồi âm, một mảng vữa sơ lệ tâm hồi âm kém. Thì thường là mình sẽ dùng cái đốt le màu để xác định lại cái mảng vữa sơ đó. Đúng là nó có một cái mảng vữa sơ. Và như vậy thì mình đo như thế nào? Thì nó có hai phương pháp đo, là mình đo độ hẹp theo diện tích và đây là độ hẹp theo đường kính. Đó, nó như vậy. Và theo diện tích thì nó cho ra một con số, ví dụ như hẹp theo diện tích là 51%, thì cũng cái này nếu mình đo theo đường kính nó là 29%. Nhưng về cái lý luận thì người ta nói rằng là đo độ hẹp theo diện tích có ý nghĩa về mặt huyết động hơn là theo đường kính. Tuy vậy, đo độ hẹp theo diện tích được dùng chủ yếu trong nghiên cứu, còn trên lâm sàng thì người ta đo độ hẹp theo đường kính. Bởi vì theo cái gốc của vấn đề là ngày xưa người ta nghiên cứu mạch máu bằng angiography, người ta đo theo đường kính. Cho nên tôi nhắc lại, từ giờ trở đi, mình nói đến ứng dụng trong lâm sàng là hẹp là theo đường kính, chứ không có theo diện tích. Rồi, đây là một cái trường hợp mà các anh chị thấy rằng là nó bị một cái mạng vữa sơ ở ngay gốc của động mạch cạnh trong và nó gây hẹp một chút. Thì nếu mà mình đo theo ECST thì mình đo như thế này, đo đường kính tại chỗ hẹp và đường kính bình thường ước lượng tại vị trí đó. Và cái này là đo theo NASET, tức là đo tại chỗ hẹp và đường kính bình thường sau chỗ hẹp. Đó. Thì như vậy thì nếu mà theo ECST thì mình cái độ hẹp của nó là 36%. Còn theo NASET nó là 8%. Nhưng mà xin thưa, đây là một cái 7. Tại sao như vậy? Tại vì các anh chị lưu ý nè. Cái số 1 á, là A đó là 5.4 và cái C này đó là 5.0, tức là tại chỗ hẹp
là nó 5.4 và bình thường sau hẹp nó là 5. Như vậy thì cái độ hẹp nó là âm 5, âm 8% chứ không phải là 8%. Thì đây cũng là một cái nhược điểm của phương pháp đo theo NASEC. Đó, các anh chị hình lưu ý. Thì thông thường á, là trong sách người ta viết rằng là khi mà theo ECST mà trên 40% thì cái độ hẹp theo NASEC nó mới dương tính. Tức là lúc đó nó mới cộng phần trăm, chứ nó còn trường hợp này là một trường hợp hẹp rất nhẹ, là nếu mà đo theo NASEC là âm 8%. Cái vấn đề là máy nó rất là thông minh, nó cứ nghĩ là cái chỗ hẹp là đường kính luôn luôn nhỏ hơn cái chỗ bình thường, cho nên là nó cứ tự động là nó tính phần trăm cho cái thằng số nhỏ hơn là số hẹp. Cho nên là cái gì thấy là chỗ hẹp đây là 5.4, trong đó bình thường sau hẹp lại 5 chấm thì nó không hiểu. Nó lấy cái 5 chấm này xem như là chỗ hẹp và cái 5.4 là cái chỗ bình thường, cho nên mới cho ra con số sai như vậy. Rồi. Một cái câu hỏi khá lý thú đặt ra đó là mình đo độ hẹp trên lát cắt dọc hay trên lát cắt ngang. Thì câu trả lời là gì? Nếu cái mạng vữa sơ này nó đối xứng ở cái thành trước hoặc thành sau thì mình có thể đo, ví dụ như mình đo như thế này, mình đo theo cái lát cắt dọc này nó là 27%, mà đo theo lát cắt ngang này nó cũng 27%. Như vậy thì cái mạng vữa sơ nó nằm ở thành trước hoặc là thành sau thì mình có thể đo trên lát cắt ngang hoặc lát cắt dọc. Thế mà nhiều khi là nó có những cái mạng vữa sơ nó lệch tâm như thế này. Đó, cái gì thấy không? Thì đây trên một cái mạng vữa sơ như vậy, khi mình cắt thì mình thấy là bờ này và bờ kia, một bờ trên bờ dưới nó có một mảng thôi. Thì nếu mình cứ đo trên lát cắt dọc thì nó cho là 37%. Nhưng để ý trên lát cắt ngang này, đó, cái mạng vữa sơ nó lệch tâm như thế này. Thì bây giờ mình đo theo cái trường hợp mình đo theo trên hay dưới, thì cái câu trả lời là đo theo lát cắt dọc cũng sai, mà trên lát cắt ngang mình đo kiểu này cũng sai, mà mình phải đo qua cái đường kính lòng mạch còn lại và qua cái chỗ hẹp nhất, đo như thế này là đúng. Đó. Đây là một trường hợp khác, cái gì thế trên lát cắt dọc gần như không thấy mạng vữa sơ. Thế nhưng mà đó, lắc qua một chút, lệch qua một chút thì nó có mạng vữa sơ. Như vậy thì luôn luôn phải kiểm tra cái lát cắt ngang là cái lát cắt hướng đạo cho mình, nó cho một cái nhìn toàn. Mặc dù lát cắt ngang nhưng tôi xin thưa nó là cái cho một cái nhìn toàn cảnh nhất về cái lòng mạch. Đó, cái gì thấy cái mạng vữa sơ nó như thế này. Thì như vậy thì lúc đó mình sẽ đo trên lát cắt ngang và đo như thế này. Một câu hỏi đặt ra là khi tôi đo như vậy, đó là tôi đang đo theo NASEC hay đo theo ECST? Thì rõ ràng mình sẽ trả lời ngay đó là mình đang đo theo ECST chứ không phải NASEC. Dạ. Bây giờ mình đo trên trắng đen hay màu? À, cái gì thấy đây là một trường hợp nó hẹp, cái mạng vữa sơ rất rõ, nó đồng hồi âm. À, thì mình đo trên trắng đen hay màu đều như nhau cả, nó trên lệch một chút thôi và đều có giá trị 37%, 36%, 37%, đều có ý nghĩa như nhau. Thế nhưng mà có những trường hợp mình buộc phải đo trên màu. À, thì cái gì thấy như trường hợp này, cái gì thấy rằng là mình nghi ngờ trên trắng đen nó có cái mạng vữa sơ ở đây, nhưng mà thực ra trên màu thì nó không có, bởi vì cái màu nó trám đều hết, thì như vậy lúc đó mình phải đo trên cái đốp len màu. Dạ. Và cuối cùng là mình đề cập đến cái độ hẹp. Thì cái độ hẹp trước 2002 thì ở bên Mỹ có rất là nhiều trường phái. À, thì tôi điển hình, ví dụ như tôi lấy một trường hợp hẹp 70%. Theo cái tác giả Houston này thì lấy cái ngưỡng pistolit là 230. Còn theo cái ông Răng này á, thì ông lấy cái hẹp cũng hẹp 70, thì 70% thì ông lấy cái pit nó là 175%. Còn cái ông Abu Rama, ông này cũng rất là nổi tiếng, thì ông lấy 70% này là 150. Còn Carpenter thì 70% lại là 201. Như vậy thì đây là những cái ông lớn ở Mỹ mà ông chia cái độ hẹp, cái giá trị ngưỡng để chẩn đoán cái độ hẹp cùng 70% hết mà hoàn toàn khác nhau. À, bởi vậy cho nên, và trước khi mình đi vô cái bản đồng thuật mà mình cần lưu ý, thì bây giờ tôi tóm tắt những cái hướng về điều trị của hẹp hoặc tắc động mạch cảnh trong tại thời điểm hiện tại. Là bởi vì vấn đề suy cho cùng chúng ta làm cận lâm sàng, chúng ta làm siêu âm để phục vụ ai? Để phục vụ cho bác sĩ lâm sàng. Và cái câu hỏi bác sĩ lâm sàng nó luôn luôn đặt ra cho mình là gì? Anh phải cho tôi biết cái độ hẹp nó là bao nhiêu và tôi phải cần điều trị nội hay ngoại khoa. Như vậy thì bây giờ mình phải hiểu lâm sàng người ta điều trị như thế nào thì mình mới chẩn đoán đúng được. Cho nên tôi phải đưa cái phần này vô. Cái thứ nhất là bệnh nhân có hoặc là không có triệu chứng, thì hẹp dưới 50% theo NASEC thì người ta điều trị nội khoa. Cái thứ hai là bệnh nhân có triệu chứng thì người ta sẽ cân nhắc giữa nội hoặc
ngoại khoa khi mà cái động mạch cảnh trong nó hẹp từ 50 đến 69% theo NASET. Cái thứ ba, cái tiếp nữa là người ta sẽ phẫu thuật cắt bỏ nội mạc hoặc đặt stent nếu mà nó hẹp lớn hơn hoặc bằng 70% theo NASET. Và đối với bệnh nhân không có triệu chứng thì người ta nên phẫu thuật cắt bỏ nội mạc khi mà nó hẹp lớn hơn hoặc bằng 70%. Như vậy thì khi tiếp đến nữa là động mạch cảnh trong gần tắc thì bệnh nhân không được hưởng lợi từ phẫu thuật, cho nên người ta điều trị nội khoa. Và khi mà bệnh nhân tắc hoàn toàn thì lúc đó nó không bị nguy cơ thuyên tắc do cục máu đông nữa, cho nên cũng điều trị nội khoa. Như vậy thì tôi xin tóm gọn lại là như thế nào. Thứ nhất là hẹp dưới 50% nội khoa, hẹp 50 đến 69% thì người ta cân nhắc giữa nội và ngoại khoa, còn hẹp lớn hơn khoảng 70% là ngoại khoa, gần tắc là nội khoa và tắc hoàn toàn là nội khoa. Đó. Từ đó chúng ta mới hiểu hơn về cái bản đồng thuận này. Thì đây là cái những cái người nhà chuyên gia ở trên khắp đất Mỹ ngồi lại với nhau vào năm 2002 để mà đưa ra cái bản đồng thuận này. Thì đây là lời của một cái người mà ngồi ở trong cái ban bồi thẩm đó. Đó. Thì ông này ông mới tả trong một cái bài báo cáo như thế này. Họ mời chúng tôi những cái chuyên gia về siêu âm mạch máu từ khắp đất nơi trên cái đất nước Mỹ, gồm nhiều cái chuyên ngành khác nhau ở trong cái lĩnh vực mạch máu đó. Và nói tóm lại là người ta nhốt tôi vô một cái khách sạn ở San Francisco vào tháng 10 năm 2002 với cái ông răng này, cái ông này là chairman. Đó, trong 2 ngày mà không được phép ra ngoài cho đến khi viết được một cái bản báo cáo. Các anh chị thấy một cái, tức là với các anh chị thấy lúc trước tôi trình bày đó là mỗi ông một cái giá trị ngữ khác nhau, cho nên bây giờ mấy ông phải ngồi lại với nhau để cho một cái bản thống nhất thì mới đẻ ra được, mang nặng đẻ đau ra được cái bản này. Thì cái gì đầu tiên cái gì nên nhớ, mình sẽ thấy cái độ hẹp này là theo Bắc Mỹ, tại vì cái này hoàn toàn theo NASET chứ không có châu Âu ở đây. Cái thứ hai là người ta chia ra một cái là bình thường, một cái là hẹp dưới 50%, một cái hẹp 50 đến 69%, một cái hẹp là trên lớn hơn hoặc bằng 70%, một cái gần tắc và một cái tắc hoàn toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ hiểu hơn vì sao là tôi phải đề cập đến cái là cái hướng điều trị bây giờ, là bởi vì ứng với một cái ngưỡng hẹp như vậy là có một cái thái độ điều trị khác nhau. Rồi bây giờ phân tích tiếp về cái bản này thì tôi xin lưu ý một số cái. Cái thứ nhất là đây là độ hẹp theo NASET và tính theo đường kính và theo phương pháp NASET. Cái thứ hai là cái peak systolic của động mạch cảnh trong, cái này đây là cái số thông số đầu tiên, và ước lượng độ hẹp trên siêu âm trắng đen và hoặc đất đo màu là những yếu tố chính. Cái gì thấy đây là peak systolic cảnh trong và nên là ước lượng độ hẹp trên trắng đen hoặc đất đo màu, đây là hai cái thông số chính để chẩn đoán. Hai cái yếu tố phụ đó là tỷ số giữa cảnh trong và cảnh chung của peak systolic cái ratio này, tức là hay tôi nói nôm na cái độ trên vận tốc tại chỗ hẹp và cái chỗ bình thường trước hẹp, và cuối cùng là cái vận tốc cuối tâm trương của động mạch cảnh trong đó. Rồi và trong cái bản đồng thuận đấy người ta ghi rất rõ như thế này: độ hẹp ước lượng bằng doppler xung và độ hẹp đo trực tiếp trên 2D hoặc và hoặc doppler màu cần phải tương đương với nhau đó. Tức là nói nôm na tức là cái độ hẹp này nè nó cần phải tương đương với độ hẹp này mình phân loại đó. Và khi mình kết luận thì mình nên phân độ hẹp vào 6 nhóm như trong bản đồng thuận để cái bác sĩ lâm sàng người ta có sự hướng xử lý thích hợp đó. Thế nhưng mà trong cái hội nghị đồng thuận này có một cái sự bất đồng thuận, là bởi vì tôi trích nguyên văn cái dòng ở dưới đây, các bạn sẽ đọc được cái nguyên văn và thôi tôi xin dịch ra cái tiếng Việt. Tức là các quan điểm đối lập, một số chuyên gia cho rằng góc Doppler cần phải chính xác là 60 độ, một số chuyên gia khác không đồng ý chỉ yêu cầu góc Doppler nhỏ hơn hay bằng 60 độ, điều này cần được nghiên cứu thêm. Có nghĩa là trong một cái hội nghị đồng thuận, tức là trong 2 ngày đó người ta gọi luôn là cái hội nghị đồng thuận, nhưng có một cái bất đồng thuận mà không giải quyết được, và đó chính là cái gói Chernasin của cái bản đồng thuận này đó. Thì đây là cái gói Chernasin đó. Thì bây giờ mình không có thời gian nói nhiều, nhưng mà đây là một cái yếu điểm đó. Nói tóm lại là như vậy. Vậy thì mình chọn góc Doppler như thế nào? Thì một cái tác giả người ta nghiên cứu 87 bệnh nhân và người ta đo đạt vận tốc với cái góc Doppler cố định là 60 và 45 độ, tất cả các bệnh nhân này luôn. Thì người ta thấy rằng là đo đạt vận tốc có thể thực hiện được ở tất cả các mạch máu với góc Doppler bằng 60 độ,
Tuy nhiên, có một số bệnh nhân không thể thực hiện đo đạc được với góc Doppler bằng 45 độ. Điều đó có nghĩa là gì? Làm với góc Doppler 45 độ khó hơn nhiều so với góc Doppler 60 độ. Và ông này mới đưa ra một cái kết luận là gì? Nếu mà làm 60 độ thì dễ dàng thực hiện và ngày nay rất là nhiều tác giả sử dụng. Đó, cho nên là đề nghị nó là cái tiêu chuẩn trong cái khảo sát động mạch cảnh. Còn cái tác giả này, ông Ferrarito, ông này rất là nổi tiếng và một trong những cuốn sách tôi sử dụng chính là của ông này. À, thì trong một cái bài báo cáo về cặp 7 của xong cái siêu âm động mạch cảnh ở Mỹ năm 2013, thì ông này khuyến cáo là sử dụng cái gốc Doppler hằng định thường là 60 độ và nó là cái chìa khóa, đó là sự hằng định cho tất cả các bệnh nhân cho các lần siêu âm, tức là dùng 60 độ hết. Đó. Và bây giờ tôi xin nhắc về cái kỹ thuật siêu âm Doppler chuẩn, bởi vì mình phải làm chuẩn thì cái bản đồng thuận nó mới có ý nghĩa. Cái Doppler chuẩn là gì? Cái thanh điều chỉnh góc này nè, cái gọi là angle correct bar nè, nó phải trùng với trục của dòng chảy qua chỗ hẹp chứ không phải là song song với thành mạch. Các chị thấy đây, nếu mà song song với thành mạch thì mình sẽ kẻ cái đường này, nhưng mà không phải, đây là cái trục của dòng chảy, thì cái thanh điều chỉnh góc này nó phải trùng với trục của dòng chảy chứ không phải là song song thành mạch. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Như vậy thì mà tiếp cái lưu ý thứ hai là mình phải đặt cửa sổ dọc theo cái đoạn hẹp, mình chọn cái Doppler xung có giá trị cao nhất, đây là một cái đoạn hẹp mình đặt dọc theo đó, thì mình sẽ thấy rằng là có hai chỗ, thì cái này cái pitch nó là 130, cái này nó là 788. Như vậy thì mình sẽ chọn cái chỗ này cao nhất. Tiếp đến là cái cửa sổ mình sẽ mở hẹp tối thiểu từ 1 và quá lắm là 2mm thôi, và nó nằm gọn trong dòng chảy. Và đây là một cái chỗ hẹp. Như vậy thì tôi đặt, đầu tiên tôi đặt cửa sổ 2, nó hơi lem ra ngoài một chút, và cửa sổ 1 nằm gọn trong lòng chảy. Như vậy thì tôi chọn cửa sổ đó là 1. Như vậy thì qua những chỗ hẹp nặng, các nhị nhớ là phải đặt cửa sổ nó là 1mm, đừng bao giờ đặt 2. Đó, và cuối cùng thì lại nhắc về cái góc Doppler. Các nhị lưu ý đây là một cái góc Doppler 45 độ và đây là cái góc 60 độ. Đó, qua cùng một chỗ thì các nhị sẽ thấy rằng là trị số nó khác hẳn nhau. Nếu mà tôi để cái góc Doppler 45 độ thì cái pitch nó là 100. Trong khi đó 60 độ thì cái pitch nó là 131. Đúng không? Thì như vậy thì nếu mà cái góc Doppler ở vị trí này 45 độ thì cái độ hẹp tôi đánh giá nó là dưới 50% lá xét. Còn nếu mà tôi để cái góc Doppler 60 độ thì cái này nó hẹp trên 50% lá xét. Tức là hai cái giá trị nó khác hẳn nhau. Và như vậy thì người ta kết luận là cái trị số Doppler lớn nhất khi góc Doppler nó bằng 60 độ. Và cái điều này mình phải lưu ý. Nhắc lại, tóm tắt về kỹ thuật. Cái thứ nhất là góc Doppler, theo tôi thì tôi chọn luôn luôn chọn 60 độ. Cái thứ hai, cái cửa sổ 1mm. Cái thứ ba, cái thanh điều chỉnh góc nó trùng với trục dòng chảy. Và cuối cùng là chọn cái giá trị pitch. Thì theo sử dụng cái góc Doppler cố định bằng 60 độ thì lúc đó ông lấy cái giá trị ngưỡng không phải là 125 mà ông nâng lên 140, thì ông thấy rằng là cái độ nhạy, độ chuyên biệt và độ chính xác rất là cao. Đó. Và tóm lại vấn đề về góc Doppler thì nói ngắn gọn như thế này: trong khi chưa có sự đồng thuận thì nếu mà ta chọn góc Doppler nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ thì mình phải buộc phải ghi cái trị số Doppler tương ứng với từng vị trí khảo sát là cần thiết và bắt buộc. Tôi nói đây là một cái bảng cụ thể. Các nhìn thấy cái cạnh trung ở bên phải góc Doppler 60 độ và cạnh trung bên trái là 54 độ. Hoặc là động mạch đốt sống này 54 độ bên phải và 59 độ bên trái. Đó, là mình phải ghi cụ thể ra. Còn nếu mình chọn cái góc Doppler cố định bằng 60 độ như tôi hay làm thì tôi chỉ ghi một dòng ngay trên đầu của cái bài báo cáo là tất cả các khảo sát về Doppler là tôi dùng góc cố định bằng 60 độ. Đó. Và như vậy thì bây giờ mình điểm qua một số bảng đồng thuận để mình thấy. Như vậy thì đầu tiên là cái bảng 202 là bảng nổi tiếng nhất. Rồi sau đó là người Anh, người ta mới đề ra một cái bảng nữa là người ta lấy góc Doppler người ta gọn lại hơn, từ Doppler của 202 là dưới 60 độ, nhỏ hơn bằng 60 độ. Còn cái người Anh thì họ dùng là 45 đến 60 độ. Đó, và người ta dùng thêm cái thông số khác nữa, nhưng mà mình không có đưa vô bởi vì nó không cần thiết. Và
một cái nhóm hỗn hợp giữa Anh Mỹ thì người ta cũng lấy cái góc Doppler từ 45 đến 60 độ. Và lúc này cái độ hẹp người ta không lấy theo Bắc Mỹ đơn thuần nữa mà người ta thêm cái tương ứng với cái độ hẹp của NASDAQ và ECST. Và cái này là cái tôi rất thích. Và tôi sau này thì tích kế tiếp thì các anh chị sẽ hiểu vì sao. Tôi phải điều chỉnh lại một chút là bởi vì trong cái bảng này có một chỗ người ta ghi sai. Đó. Rồi. Thì cho đến những năm gần đây thì sao? Trong cuốn sách in năm 2016 thì cái Đại học Washington người ta dùng cái bảng riêng của họ. Trong khi đó cái phần còn lại của thế giới thì năm cái đây là trong ấn bản năm 2019 của ông Pareto và ông Pollack, hai cái người này rất nổi tiếng về siêu mạch máu. Thì hai tác giả này, thứ nhất là vẫn còn dùng cái bảng 202. Cái gì thấy đây là cái bảng 202 và cái góc Doppler nhỏ hơn bảng số 1. Như vậy là cho đến thời điểm năm 2019 thì cái bảng 202 vẫn còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên cái độ hẹp người ta vẫn chia theo cái NASDAQ và không có ECST ở đây. Đó. Và cuối cùng thì tôi đề nghị một cái bảng là bởi vì trong thực tế tôi làm thì cần phải có NASDAQ và ECST hỗn hợp. Thì trong cái phần hình ảnh minh họa phía sau thì các anh chị sẽ hiểu vì sao. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ phân tích một chút về cái bảng cải biên. Cái thứ nhất này là cái bảng này do tôi cải biên. Cái thứ hai là các anh chị lưu ý trên cái bảng cải biên này, những cái chữ màu vàng là cái lưu ý. Cái góc Doppler tôi dùng 60 độ hết. Cái thứ hai là tôi chia ra hai cột. Ngoài cái cột Bắc Mỹ thì có thêm cái cột châu Âu, độ hẹp theo ECST tương ứng với độ hẹp. Ví dụ như hẹp dưới 50% NASDAQ thì tương ứng với ECST là hẹp dưới 70%. Hẹp 50 đến 69 thì tương ứng với hẹp 70 đến 82% ECST. Và hẹp trên 70 thì tương ứng với hẹp lớn hơn hoặc bằng 83% theo ECST. Đó. Về cái giá trị ngưỡng thì trước đây các bạn đồng thuận dùng giá trị ngưỡng là 125. Nhưng mà do tôi dùng cái góc Doppler 60 cho nên cái giá trị Pixri nó sẽ cao hơn. Cho nên tôi dùng theo Aburama. Ông Aburama là tôi đề nghị nâng giá trị ngưỡng lên 140. Đó. Rồi thêm một cái nữa là độ hẹp mình đo trên trắng đen hoặc là màu nó phải tương ứng với cái độ hẹp mà mình phân định. Đó. Tiếp đến là cái khẩu kính lòng mạch đó, khi mà hẹp lớn hơn bằng 70% đó, thì một trong những cái tôi hay đo là đo cái khẩu kính lòng mạch còn lại. Thì những cái nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu người ta thấy là khi khẩu kính lòng mạch còn lại nó nhỏ hơn 1.5mm thì đó là những trường hợp hẹp nặng trên 70%. Và nhắc lại là bây giờ mình sẽ đề cập đến một số cái lưu ý. Thứ nhất là góc Doppler được đề nghị cho tất cả bằng 60 là cho tất cả các đo đạc. Thì cái pistolite là cái thông số chính xác nhất cho những trường hẹp từ 50 đến 90 theo NASDAQ. Nhưng cái giá trị ngưỡng này nó không có ý nghĩa tuyệt đối. Mặc dù nó là thông số chính xác nhất. Tại sao như vậy? Các gì thấy? Đây là một bệnh nhân 41 tuổi, bệnh nhân nữ. Bác sĩ lâm sàng cho siêu âm động mạch cảnh sống vì nghe tiếng thổi ở bên hệ cảnh bên trái. Khi tôi làm thì tôi thấy là lòng mạch rất là thông thoáng. Động mạch cảnh đây, động mạch cảnh trong bên phải, động mạch cảnh trong bên trái, lòng mạch rất thông thoáng, hoàn toàn không có màng vữa sơ. Khi tôi đo Doppler xung thì rất là ngạc nhiên, cái gì thấy pit systolic này nó lên đến 158, N nó gần 40, cái pit này nó gần 140 và cái N này nó trên 40. Đó, cái gì thấy tức là cái pit nó khoảng 140, cái N nó khoảng 40. Đó, thì như vậy nó có phải là hẹp động mạch cảnh trong hai bên theo cái bảng đồng thuận từ 50 đến 69% hơn? Thì câu trả lời là không, chắc chắn là không, là bởi vì làm gì có mạng vữa sơ gây hẹp ở đây. À, nhưng có một cái các anh chị lưu ý rằng là trong trường hợp này tôi lấy một cái yếu tố thông số phụ, tức là tôi so sánh độ trong một tấc giữa cái cạnh trong và cạnh chung thì nó dưới 2. Thì đây là một cái trường hợp người ta bị vì sao tôi phải làm thêm, tức là bởi vì nếu mà chúng ta làm bác sĩ mà người ta cho làm Doppler động mạch cảnh mà chúng ta làm động mạch cảnh xong rồi chúng ta kết luận rằng là vận tốc nó tăng cao mà không thấy chỗ hẹp thì nó thường quá, đúng không? Vậy tôi phải làm thêm. Tôi thấy rằng là tuyến giáp này nè, cái nhu mô tuyến giáp này nó hồi âm tương đương với cơ vùng cổ. Điều đó có nghĩa là mình phải nghĩ. Mình phải nghĩ là bệnh nhân bị cường giáp. Cường giáp mình cho cái Doppler màu vô thì nó rất là dầu tưới máu ở hai tuyến giáp. Mình cho làm xét nghiệm thì cái TSH nó là 0.009. Như vậy có nghĩa là bệnh nhân bị cường giáp. Và khi cường giáp như vậy thì cái vận tốc dòng chảy nó, cung lượng tim nó gia tăng, vận tốc dòng chảy nó gia tăng thì cái pistolic của cạnh trong nó gia tăng.
Đó. Do vậy thì đừng có đóng đinh là cái bit systolic nó trên 124, trên 125 hoặc trên 104, có nghĩa là bệnh nhân bị hẹp. Đó. Mặc dù nó là thông số chính xác nhất, nhưng nó ý nghĩa tương đối thôi. Cái thứ hai, cái kế tiếp là khi cái cạnh trong nó gần tắc, tức là hẹp từ 60 trên 90% là nó là gần tắc, thì cái peak systolic cũng như diastolic nó sẽ rơi tự do, cho nên chỉ số rất thay đổi. Cho nên những cái trường hợp mà hẹp gần tắc thì người ta không ứng dụng cái Doppler xung nữa. À, đây là biểu đồ so sánh là cho giải thích là tại sao khi nó hẹp nặng thì cái vận tốc nó rơi tự do. Cái gì thấy rằng là khi nó hẹp, đây độ hẹp gia tăng từ từ 20, 30, 40%, càng hẹp thì cái vận tốc nó càng gia tăng. À, cái điều này giống như là tôi sẽ dùng một cái hình tượng rất là dễ hiểu, tức là mình cầm một cái vòi nước để tưới cây. Khi mình bóp cái miệng vòi nước thì cái dòng chảy nó sẽ tăng. Nhưng mình bóp nhiều quá thì cái dòng chảy nó sẽ xìu xuống, mà mình bóp nữa thì nó tắt luôn. Là bởi vì khi mà cái dòng chảy nó đi qua cái chỗ hẹp, nó sẽ tiêu hao năng lượng và sau đó nó không còn sức nó chảy nữa. Cho nên rằng là khi cái dòng chảy nó càng hẹp thì vận tốc nó gia tăng, nhưng mà nó tăng đến ngưỡng khoảng chừng 90% độ hẹp thôi, thì bắt đầu sau đó là nó sẽ vận tốc nó sẽ rơi tự do cho đến không. Tiếp đến là người ta lưu ý rằng là cái đường kính động mạch cạnh trong bình thường sau hẹp không như nhau giữa các cá nhân, trung bình là nó khoảng 5 mm. Thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khẩu kính còn lại, khẩu kính lòng mạch còn lại có giá trị tiêu lực đột quỵ nhiều hơn là độ hẹp. Khi mà lòng mạch còn lại nó hẹp dưới 1.5 mm thì nó gợi ý hẹp nặng trên hầu hết các bệnh nhân. Người ta có một cái so sánh. Ví dụ như khẩu kính chỗ hẹp là 1.5 với đường kính động mạch cạnh trong bình thường sau hẹp là 6 mm thì người ta đánh giá nó là hẹp 70%, 75% nó xét. Còn nếu khẩu kính chỗ hẹp là 1.5 và đường kính bình thường sau hẹp là 4 thì nó là hẹp 62%, tức là nó nằm ở cái ngưỡng dưới. Cho nên rằng là nhưng khi mà hẹp nhỏ hơn 1.5 thì luôn luôn có ý nghĩa là hẹp nặng. Như vậy thì cả hai trường hợp này mình đều xếp vào hẹp trên 70% hết. Và có một cái lưu ý nữa là luôn luôn đo khẩu kính của động mạch cạnh trong bình thường sau hẹp. Điều này rất là cần thiết. Bởi vì nếu trường hợp người ta cần đặt stent thì người ta sẽ chọn được kích cỡ stent phù hợp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một số hình minh họa. Thì tôi nhắc lại, như vậy thì mình sẽ có cái bình thường. Thì bình thường thì cái lòng mạch nó thông thoáng thì cái vận tốc định âm thu thường là nó dưới 125 hoặc là dưới 140. Cái ratio tức là độ trên vận tốc giữa cạnh trong và cạnh chung nó là dưới 2. Cái vận tốc cuối đâm trương nó là dưới 40 cm/giây và trên trắng đen và màu không thể hẹp. Còn khi mà hẹp từ dưới 50% hay là dưới 70% theo ECST thì cái Doppler xung vẫn chưa thay đổi. Cái ratio này chưa thay đổi, vận tốc cuối đâm trương chưa thay đổi, mình chỉ thấy trên trắng đen thôi hoặc màu thôi. Còn hẹp từ 50 đến 69 hoặc là hay là hẹp từ 70 đến 82 theo ECST thì bắt đầu cái peak systolic này nó gia tăng. Cái ratio này, cái độ trên vận tốc này nó gia tăng, cái end diastolic này nó gia tăng. Bây giờ mình đi vô từng cái một. Đầu tiên là hẹp dưới 50%. Thì tôi sẽ đưa ra một vài cái báo cáo ở bên ngoài và cái của tôi làm để chúng tôi không mục đích là nói xấu ai hết, bởi vì các chị không biết ai người làm là ai, mà chúng ta để phân tích ra để học thôi. Thì các chị thấy trong cái bản kết luận này thì tác giả làm siêu âm thì có mô tả như này: cạnh chung, cạnh trong, cạnh ngoài, ở bên trái, bên phải. Và cái đáng lưu ý là cái ratio thì rất là buồn cười, thì lại lấy là cái cạnh chung mà chia cho cạnh trong. Điều này không đúng nha, tôi nhắc lại. Tức là mình lấy tại chỗ hẹp là cạnh trong, mình chia cho bình thường trước hẹp là cạnh chung. Tức là ratio của ICA trên CCA chứ không phải là CCA trên ICA. Rồi. Cái thứ hai là bạn này cho một cái độ hẹp từ 70 đến 80%. Tôi không biểu cái số 70-80% này nó từ trên trời rơi xuống, chứ nó không có trong, dựa vào những cái thông số này thì không thể cho ra cái số này được. Bây giờ tôi làm bệnh nhân này thì tôi thấy cái gì? Tôi làm bệnh nhân này thì tôi thấy đây là tôi làm lát cắt ngang và tôi đo trên lát cắt ngang, như vậy có nghĩa là tôi đang đo theo ECST. ECST là 51%. Và
Tôi làm trên lớp lem màu, tôi đã đặt cái cửa sổ ngay cái vị trí mà cái dòng chảy nó bị aliasing song song với trục dòng chảy như thế này. Thì cái pitch nó vẫn là nó dưới 125, tức là nó là 93. Và luôn luôn tôi phải có cái pitch to lead của cạnh chung để mình làm cái ratio, đúng không? Mà đo cái đường kính bình thường sâu hẹp. Đó. Và như vậy thì đối với bệnh nhân này thì tôi thấy là cái pitch này nó bình thường, cái N này nó cũng bình thường, cái ratio này nó khoảng 1. Thì tôi nói là nó hẹp là 50% theo ECST. Nhưng khi kết luận thì tôi phải cho một cái nhóm để người ta điều trị. Tức là tôi phải nói nó dưới 50% NASHED và dưới 70% ECST. Tức là bệnh nhân sẽ được điều trị nội khoa. Chứ mình cái số 70 đến 80% này tôi nghĩ là tác giả tự bịa đặt ra, chứ không thể nào nghĩ ra được cái con số này được. Rồi. Đây là một cái tôi lấy trong hệ thống PAC của bệnh viện tôi, là một bác sĩ đồng nghiệp làm. Các chị thấy rằng là kết luận của tôi chỉ thấy được hai cái hình này thôi. Và kết luận là bác sĩ này kết luận là hẹp động mạch cạnh trong khoảng chừng 60%. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là 60% này theo NASHED hay là ECST? Không thể nói. Đó. Thì hai tháng sau thì tôi gặp lại bệnh nhân này. Thì cái gì thấy đó, đây là cái đó có mạng vữa sơ, bệnh nhân này là người Việt Nam 58 tuổi. Đó. Và như vậy thì tôi sẽ đo. Thì nếu mà đo theo cái một cái là NASHED là 44% và ECST là 60%. Đó. Thế nhưng mà được cái đo này có đúng hay không? Thì khi mình thực hiện lá cắt ngang thì cái mảng vữa sơ này nó lệch tâm. Như vậy thì mình không đo theo NASHED trong trường hợp này mà mình phải đo trên lá cắt ngang này. Đo lá cắt ngang đối với mảng vữa sơ lệch tâm tức là mình đo theo ECST chứ không phải NASHED. Đó. Còn muốn NASHED thì cái gì rất là đơn giản. Cái gì lấy cái số đo này nè. Cái gì so sánh với cái bình thường sâu hẹp này thì mình tính được cái NASHED. Đó, tức là mình phải lấy máy tính mình tính. Đó. Và như vậy thì đối với bệnh nhân này, tôi làm thì cái pitch nó bình thường, cái N này nó cũng bình thường, nằm trong cái giới hạn ngưỡng. Cái ratio này nó bằng 1. Và như vậy thì nhắc lại, theo cái ECST này tôi đo chỉ có 49% thôi. Như vậy thì tôi mô tả nó là hẹp động mạch cạnh trong bên phải, nó 49% theo ECST. Và kết luận nó là nó nằm trong cái nhóm dưới 50% NASHED và dưới 70% ECST. Và như vậy thì cái kết luận của cái tác giả trước là rõ ràng là sai. Cái 60 này là cũng tự nghĩ ra thôi. Rồi. Đây là một cái trường hợp khác. Các anh chị thấy rằng là trên lá cắt ngang. Tôi các anh chị nên nhớ rằng là siêu âm mạch máu luôn luôn phải bắt đầu bằng lá cắt ngang. Và lá cắt ngang là cái lá cắt hướng đạo cho mình. Các anh chị thấy rằng là đây có một cái mạng vữa sơ lệch tâm và cái dòng chảy rất là nhỏ còn lại đây. Ở đây là cắt dòng. Tôi đo như thế nào? Tôi đo độ hẹp trên lá cắt ngang như thế này thì nó được 71% theo ECST. Và trên lá cắt dọc tôi để cửa sổ drop level thì nó là 103. Và tôi vẫn kết luận nó là hẹp từ 50 đến 69% NASHED, 70 đến 82 ECST. Nhưng có một điều nó không đúng như bạn đồng thuận là cái pitch này nó dưới 140 và cái N này nó dưới 40. Như vậy thì vấn đề tôi sai ở chỗ nào? Vấn đề tôi không có sai. Mà vấn đề là do cái cung lượng tim bệnh nhân này, bệnh nhân bị suy tim, cái cung lượng tim nó thấp. Cho nên là lúc này á, mình tính cái ratio giữa cái cạnh trong và cạnh chung á, nó là lớn hơn 2. Tức là cạnh cái tại chỗ hẹp này nè, ICA nó là 103. Còn cái cạnh chung nó là chỉ có 49 thôi. Như vậy cái ratio này nó lên trên 2. Như vậy thì trong cái bài, cái phần trước tôi trình bày á, các anh chị thấy đối với bệnh nhân bị cường giáp đó thì cái pitch to lead gia tăng rất cao. Còn trong trường hợp này bệnh nhân bị suy tim thì cái pitch to lead rất thấp. Nhưng rõ ràng có một yếu tố rất là hay, tức là mình dùng cái tỷ số giữa cái cạnh trong và cái cạnh chung, đó là một cái yếu tố độc lập để chẩn đoán trong trường hợp này. Như vậy thì tôi vẫn kết luận nó là hẹp từ 50 đến 69% NASHED và 70 đến 82 ECST. Đây là một bệnh nhân khác. Mình thấy rằng là trên lá cắt dọc thì mình thấy rất là đẹp, cạnh chung hai bên rất là đẹp, không? 52 tuổi. Thì thông thường người mình làm động mạch cảnh, ngoài cái chuyện đánh giá mạng vữa sơ thì những năm gần đây người ta còn đánh giá dày cái phức hợp nội trung mạc động mạch cảnh nữa. Thì cái đó là một cái chủ đề khác mình cũng phải mất một buổi để nói. Thì đối với bệnh nhân này mình đánh giá cái CMT này nó dưới cái bách phân vị thứ 25, tức là hoàn toàn bình thường.
Thế nhưng mà bệnh nhân này khảo sát lên động mạch cảnh trong thì mình thấy là nó có một cái mạng vữa sơ hồi ẩm kém ở đây. Đó. Và mình sẽ đo được cái độ hẹp trên trắng đen. Đó. Thấy không? Nếu mình đo theo cái này là NASHED mà đo theo cái này là ECST. NASHED là 37, ECST là 64. Nhưng dạ thưa là mình không chấp nhận hai cái này là bởi vì đây là mạng vữa sơ lệch tâm. Mạng vữa sơ lệch tâm thì mình phải đo trên lá cắt ngang, nó được 74% theo ECST. Và trên lá cắt dọc mình đánh giá qua chỗ hẹp như này, cái PIT nó là 175. Cái N nó là như thế này, tức là mình tính ra nó là cái ratio nó trên 2. Như vậy mình kết luận nó là hẹp từ 50 đến 69% NASHED và 70 đến 82% ECST. Rõ ràng là cái số 74 này nó nằm trong cái ngưỡng này. Như vậy là giữa trắng đen và màu và sung nó tương ứng với nhau. Đây là cái hình ảnh CTA chụp lại sau đó. Rồi. Và đối với bệnh nhân đó thì tôi làm một cái bản báo cáo như thế này. Tôi sẽ đánh giá thứ nhất là CIMT. Thứ hai là cái mạng vữa sơ tôi mô tả. Và nhắc lại là trong mạng vữa sơ tôi ghi rất rõ là đây là mạng vữa sơ không có ổ loét. Nên nhớ là phải ghi có ổ loét hay không, bởi vì bệnh nhân sẽ được điều trị kháng đồng. Đúng không? Đó, như vậy thì tôi sẽ kết luận là nó hẹp từ 50 đến 69 NASHED và 70 đến 82 ECT. Trong khi đó cái CIMT bình thường, nhưng nó có mạng vữa sơ gây hẹp là bệnh nhân phải được điều trị. Như vậy thì đối với cái này thì tôi nhắc lại theo cái bản đồng thuận đó, tức là cân nhắc giữa nội và ngoại khoa thì bệnh nhân này đang được điều trị nội khoa. Rồi, bây giờ tôi đề cập như vậy thì vừa rồi là tôi đã nhảy qua cái hẹp từ 50 đến 69, bây giờ tôi đến cái hẹp trên 70%, lớn hơn bằng 70%. Đây là một cái trường hợp, các anh chị thấy rằng là cái mạng vữa sơ nó có bôi hóa, mạng vữa sơ bôi hóa là thường là nó tiên lượng tốt, nhưng nó gây hẹp rất là nhiều ở vị trí này. Mà trên trắng đen mình không hình dung được, trên màu thì đây, mình thấy được chỗ hẹp rất rõ, đúng không? Mình dùng cái đốp le sung này mình thấy là cái PIT nó lên đến trên 400, cái E nó gần 100. Đó, và tôi đo đường kính lòng mạch còn lại nó là 1.2mm, đúng không? Như vậy thì đây là một cái trường hợp hẹp nặng, lớn hơn hoặc bằng 70% NASHED hoặc là lớn hơn hoặc bằng 83 ECT. Đối với cái nhóm này thì phải điều trị ngoại khoa, tức là hoặc mổ bóc tách nội mạc hoặc là phải đặt stent. Đó. Đây là một cái bệnh nhân khác. Cái gì thấy rằng là trắng đen thì mình sẽ không đánh giá được cái dòng chảy, mà trên đốp le màu mình đánh giá được cái chỗ hẹp rất là nhiều. Thì nó sẽ hẹp, bệnh nhân này bị hẹp tại gốc đây và tại vị trí này, nhưng mình sẽ đánh giá ở ngay tại cái vị trí hẹp nhất ở vị trí này, đúng không? Đó, thì mình thấy là cái PIT nó lên trên 450, cái N nó lên đến 200 mấy, tức là trên 100. Cái này là trên 200, PIT trên 203, cái N trên 100, tức là có nghĩa là hẹp trên 70% NASHED và trên 83% ECT, tức là ngoại khoa. Một bệnh nhân khác 45 tuổi thôi nhưng bị tai biến mạch máu não, cái nể bị nhồi máu bên trái, đúng không? Mình làm siêu âm thì mình thấy một cái nó hẹp rất là nặng của động mạch cạnh trong, cái nể cái dòng chảy nó chỉ còn bao nhiêu đây cái đường. Nhưng nó hẹp rất nặng, thì khi mà hẹp rất nặng thì cái gì thấy rất là ngạc nhiên là cái pistolite nó chỉ có 28cm trên dây, tức là rất thấp. Điều đó có nghĩa là cái này hẹp trên 90% và vận tốc nó rơi tự do. Và cái đường kính lòng mạch lúc đó tôi đo là 1.02mm, tức là đường kính lòng mạch chỉ có 1mm thôi. Đó. Và như vậy thì đây là một cái trường hợp hẹp gần tắc của động mạch cạnh trong. Một trường hợp khác, cái gì thấy đó, cái lòng mạch còn lại nó còn chút xíu rồi. Đó. Và khi tôi đo trên đốp le sung thì cái PIT nó là 55 và cái N nó bằng 0. Cái gì thấy không? Thì đây là một trường hợp hẹp gần tắc nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã điểm qua những trường hợp dưới 50%, 50 đến 69, trên 70 hẹp gần tắc. Và bây giờ tôi đề cập đến trường hợp tắc hoàn toàn. Tôi không nhớ chính xác nhưng mà bệnh nhân này khoảng 50 mấy tuổi. Vô viện vì nó có những cái cơn thiếu máu thoáng qua. Thì các anh chị thấy là động mạch cạnh trong nó tắc hoàn toàn. Mình cho cái đốp le màu và đốp le sung hoàn toàn không có tín hiệu. Thấy nó lớp trám đầy trong lòng động mạch cạnh trong, đây là cái cấu trúc mô. Bây giờ nó do động đặt lại. Thì thông thường mình phải làm CTA để xác định lại. Thì đó, nó tắc hoàn toàn cái động mạch cạnh trong bên trái. Còn cái người đàn ông Việt Nam này thì cũng rất là trẻ, có 45 tuổi.
đi đánh gôn rồi cái thấy say sẩm này đi làm siêu âm, thì cái nhìn thấy là nó tắc hoàn toàn cái động mạch cản trong, đúng không? Đó, và cái chẩn đoán tắc thì rất là dễ, cái nhìn ham nó là cái mật độ mô nó lấp đầy động mạch và trên CT xác định lại thì đúng là tắc hoàn toàn động mạch cản trong. Rồi, như vậy thì bây giờ tôi đề cập đến hẹp động mạch đốt sống. Cái động mạch đốt sống nó thường bất đối xứng, khi mà nó thiệu sản thì là nó cái bisturis nó thấp và cái trở kháng nó gần bằng 1. Khi nào gọi là thiệu sản? Khi cái đường kính nó dưới 2 mm. Thì chính vì nó có sự bất đối xứng giữa cái động mạch đốt sống hai bên, cho nên lúc đó người ta không dùng cái bisturis để người ta chẩn đoán, là người ta dựa vào cái độ trên bậc tốc giữa V1 và V2. Nó có ý nghĩa chẩn đoán nhiều hơn. V1 là ở tại gốc và V2 là cái đoạn mà đi qua những cái mấu ngang thân sống. Rồi, ngoài ra cái động mạch đốt sống sẽ gia tăng cái dòng chảy bù trừ khi cái động mạch cảnh trung hoặc là cảnh trong nó bị tắc. Thì đây là một cái phản ứng của cơ thể thôi. Thì cho đến nay thì chưa có tiêu chuẩn thống nhất về đánh giá. Thì bây giờ theo những cái tài liệu mới nhất mà tôi có, tức là tài liệu của ông Ziegler năm 16 và ông Perenito năm 19, thì người ta đề nghị là hẹp trên 50%, thì người ta lấy pistolit của V1, tức là độ trên bằng tốc của cái V1 tại gốc đó, và cái V2 là cái bình thường sau đó đó là trên 2, là nó hẹp trên 50%. Đó, hoặc là cái pit ở tại chỗ hẹp nó trên 108 cho đến 140, tức là nó cũng không có một con số cụ thể nữa. Cái hẹp nặng tại gốc người ta nghĩ đến khi mà ở tại V2 nó có phổ ta đớt bật vớt, thì trong bài sẽ có cái phổ này cho chúng ta xem. Và có một cái lưu ý là mấy tác giả này lưu ý là không lấy được phổ Doppler động mạch đốt sống thường là do thiểu sản hơn là do tắc động mạch đốt sống, tức là nó nhỏ quá mình không lấy được. Rồi, thì đây là một cái bảng mình dùng tạm, đó là của một cái tác giả. Thì thường thường trong bài của tôi nó luôn luôn có cái tham khảo phía dưới, thì nó cần mình có thể lấy để mình tham khảo lại. Thì những cái hẹp dưới 50% của động mạch đốt sống thì người ta lấy cái pitch, nó cái giá trị ngưỡng là trên 85 cm trên giây. Hẹp từ 50 đến 70 thì là cái ngưỡng nó là 140, và hẹp trên 70 nó là ngưỡng 201. Nhưng cái mà tôi vẫn thích, tức là cái ratio giữa V1 và V2. Hẹp nếu mà dưới 50% nó trên 1.3, còn hẹp 50 đến 70 thì nó trên 2, và hẹp trên 70 thì nó trên 4. Rồi, bây giờ mình sẽ coi một số cái hình ảnh minh họa. Đây là cái đoạn V1, đây là cái động mạch dưới đòn, và đây là cái chỗ hẹp, đây bình thường sau hẹp. Như vậy thì mình sẽ đo cái tại chỗ hẹp là V1 này và cái bình thường sau hẹp. Đó, như vậy thì cái ratio giữa tại chỗ hẹp và bình thường sau hẹp nó là trên 2. Như vậy là mình kết luận nó hẹp trên 1% ở cái V1. Đó. Thông thường nó hẹp là nó hẹp ngay gốc, các anh chị. Ở đây một cái trường hợp khác nó hẹp ở ngay gốc, các anh chị thấy trên đốt lai màu nó chỉ có tín hiệu màu rất là yếu như thế này, đúng không? Và như vậy thì tại chỗ hẹp nó là cái pit nó là 85 và cái sau hẹp nó là 38, đúng không? Thì mình làm cái ratio nó là trên 2, như vậy mình cũng kết luận nó hẹp trên 50% ở V1. Đó là ngay gốc. Bệnh nhân này bị 84 tuổi chóng mặt đi khám cho làm CT. Thì những trường hợp mà thực ra chóng mặt thì không nên làm CT mà nên làm cộng hưởng từ. Bởi vì CT ở cái não sau này mình không thấy gì hết trơn, thấy bình thường. Đó. Nhưng khi làm siêu âm thì mình thấy là gì? Đây là động mạch đốt sống bên phải và đây là động mạch đốt sống bên trái đoạn V2. Thì trên trắng đen thì tôi cảm giác là động mạch đốt sống ở bên phải cái đoạn V2 này nó có vấn đề. Tôi cho màu vô thì rõ ràng là cái bên trái này nó thông thoáng, nhưng mà cái bên phải là không có tín hiệu màu, đúng không? Cho đốt đen xung vô cũng không có. Như vậy là bệnh nhân bị tắc cái đoạn V2, tức là tắc cái động mạch đốt sống ở bên phải. Bệnh nhân được làm cộng hưởng từ trở lại thì lúc đó nó có nhồi máu ở cái tiểu não ở bên bên phải. Như vậy thì cái những trường hợp mà nó chóng mặt mà người ta mình nghi có tai biến thì mình cho cộng hưởng từ chứ không nên cho làm cái CT, bởi vì CT nó đánh giá không chính xác. Đó. Như vậy thì bệnh nhân kết luận là bệnh nhân này tắc cái động mạch đốt sống bên phải và gây nhồi máu cái tiểu não bên phải. Đó.
Một bệnh nhân khác rất là trẻ, 50 tuổi thôi, cũng chóng mặt. Thì bây giờ người ta rút kinh nghiệm, người ta không cho làm CT này, cho làm cộng hưởng từ. Cho làm cộng hưởng từ thì có nhồi máu tiểu não ở bên trái. Đó. Mình làm siêu âm thì mình thấy rằng là cái động mạch đốt sống bên phải thì rất là đẹp. Trong khi đó cái ở gốc ở V2 thì đẹp, mà ở gốc là nó có chỗ hẹp. Bây giờ thì mình làm cái đốt lai sung thì rõ ràng đó là V1 trên V2 nó trên 50%, như vậy là hẹp 50% tại gốc. Nhưng mà đây là bên phải, trong khi đó bệnh nhân nhồi máu bên tiểu não bên trái. Rồi bây giờ mình coi bệnh nhân. Bây giờ mình qua một bệnh nhân khác. Một cái trường hợp khác mà cái gì thấy rằng là trường hợp này thì rõ ràng là mình phải dùng, do cái mạch máu nó nằm sâu, người ta phải dùng đến đầu dò convex để khảo sát, thì mình thấy nó hẹp ngay gốc, cái pit nó lên 340, cái N nó lên đến 100, trên 100. Và cái phổ ở V2 nó là phổ Tardive Purkinje, thì đây là một trường hợp nó hẹp rất là nặng tại gốc. Như vậy thì khi mà đối với động mạch đốt sống hoặc là đối với động mạch cảnh trong luôn, nếu mà cái mạch máu nó nằm sâu thì lúc đó mình phải dùng đến đầu dò convex. Đó. Và như vậy thì cái động mạch đốt sống, một trường hợp này, cái nhìn thấy rằng là cái bên trái này nó gần như không có tín hiệu, thấy không? Đó. Và như vậy thì khi mình làm cộng hưởng nó gần tắt cái động mạch đốt sống luôn. Mình làm trên cái MRI thì nó không có nhảy. Trong hợp này cái siêu âm nó lại nhạy hơn, mình không thấy cái dòng chảy của động mạch đốt sống bên bên trái luôn. Đó. Một cái trường hợp khác, các anh chị thấy rằng là đây là động mạch đốt sống bên phải và đây là động mạch đốt sống bên trái. Thì bên bên trái này nó ok mà bên phải này là nó bị tắc. Đó. Và nhưng cái đoạn mà V3 thì ở bên tắc á, thì nó lại có phổ Tardive Purkinje. Thì tại sao như vậy? Thì tức là nó tắc ở gốc ở V1, V2, nhưng cái V3 nó có máu. Thì cái V3 máu ở V3 của đốt sống bên phải nó từ đâu ra? Thì tôi làm cái đốt này ở V3, thì thông thường là muốn làm V3 thì mình phải dùng cái đầu dò convex. Thì đây mình thấy nó, đây là một cái bàn hệ, nó cung cấp máu cho cái phần sau. Tức là V1, V2 không có máu, nhưng V3 nó có máu. Như vậy là tắc hoàn toàn V1, V2 và bàn hệ cấp máu cho cái V3. Đó, thì bây giờ mình kiểm tra bằng trên CT. CT thì rõ ràng, CTA rõ ràng là cái đốt sống phải nó tắc, nhưng lên trên đó, thì đây là cái nhánh bản hệ vô, nó vô V3 đây. Rồi bây giờ mình nhìn trên cái hình này để hình dung. Thì khi mình dừng hình lại thì mình thấy đây là động mạch đốt sống bên trái hoàn toàn bình thường, cái khẩu kính nó rất là to. Còn động mạch đốt sống phải thì cái phần dưới này nó tắc, nhưng mà lên trên này nó có dòng chảy là bởi vì do một cái nhánh bản hệ nó cấp máu cho nó. Và như vậy thì cái dòng chảy nó rất yếu ớt, cho nên khẩu kính nó nhỏ hẳn so với cái bên bên trái. Rồi, bây giờ tôi xin kết luận cái bài ở đây. Như vậy thì để đánh giá chính xác cái độ hẹp mà cạnh trong, thì mình phải có sự kết hợp giữa 2D, màu và sung. Cái số đo độ hẹp trực tiếp trên 2D hoặc màu cần phải tương ứng với khoảng hẹp đo được nhờ đốp lệ sung. Và cái bản đồng thuận 202 chỉ lấy độ hẹp theo Bắc Mỹ. Và sai lầm thường gặp nhất là mình đo theo châu Âu nhưng lại đối chiếu theo bản đồng thuận Bắc Mỹ. Tại bởi vì cái gì thấy đó là nếu mà nó hẹp lệ tâm thì mình phải đo trên lát cắt ngang, mà đo theo lát cắt ngang là đo theo ECST, tức là theo châu Âu. Xong rồi đó là mình áp vào cái bản đồng thuận Bắc Mỹ, như vậy là nó sai. Vậy thì mình nên dùng cái bản cải biên, nó vừa có cái độ hẹp theo NASET vừa có cái ECST để mình đối chiếu. Cái bản tiêu chuẩn cải biên cũng đề nghị sử dụng đốp lai bằng 60 độ cho tất cả các khảo sát. Và một cái tôi lưu ý, tức là khẩu kính lòng mạch còn lại nó nhỏ hơn 1.5mm, nó gợi ý hẹp nặng trên hầu hết các bệnh nhân. Cái mạng vữa sơ có hồ lép cần phải được cảnh báo ở trong cái bản báo cáo. Và cái bản đồng thuận, tóm lại là mình nói quá trời chữ luôn, quá trời hình luôn. Thì cái bản đồng thuận, để chỉ nói về một cái bản đồng thuận 202. Nhưng cái bản này chỉ dành cho cạnh trong ngay sau chỗ chia đôi, tức là hẹp ngay cái gốc đó, và không dùng cho cạnh trong mà cái đoạn có thành mạch song song. Không dùng cho động mạch cạnh chung, cũng không dùng cho động mạch đốt sống. Rồi, cái tần suất hẹp động mạch đốt sống nó ít hơn nhiều so với động mạch cạnh trong. Và cái vị trí hẹp hoặc tắc ngay gốc nó nằm trong hầu hết các trường hợp. Cho nên khi mình làm siêu âm động mạch đốt sống, đừng có bao giờ bỏ quên cái gốc của nó. Thì nếu như trong hẹp động mạch cạnh trong thì cái độ trên vận tốc giữa cái ICA và cái CA, tức là cạnh trong và cạnh chung, là một thông số hữu ích. Thì đối với hẹp động mạch đốt sống thì mình dùng cái độ trên vận tốc giữa V1 và V2, tức là tại gốc
và cái bình thường sau đó. Và bài này không đề cập đến cái lưu lượng, đo lưu lượng máu của tuần hoàn não sau, cũng như không đề cập đến hiện tượng cướp máu của động mạch dưới đờ. Rồi, tôi xin cảm ơn, xin kết thúc bài thứ nhất ở đây. Và tiếp theo thì tôi sẽ dạy luôn cái bài thứ hai. Bài thứ hai là cái quy trình để mình đo cái quy trình để khảo sát